Thưa quý vị, trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu nhiều hy sinh mất mát. Ghi nhớ những công lao của những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nhiều năm qua công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là nhận phụng dưỡng chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa. Vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5. Đây là sự kiện lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời tôn vinh, tri ân cống hiến của các thế hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cạnh đó, cùng với các cấp các ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng là một trong những đơn vị tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các cán bộ hội, hội viên đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công. Trong đó, mô hình chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng đã lan tỏa đến các tầng lớp cán bộ hội viên phụ nữ thành phố, được lãnh đạo hội quan tâm. Duy trì các hoạt động là thường xuyên đến thăm hỏi động viên mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua cái việc thăm hỏi động viên thì cũng giúp cho tinh thần của các mẹ phấn khởi hơn, vui vẻ hơn, và các mẹ cũng cảm thấy rằng là có cái sự chia sẻ từ các cái hội viên phụ nữ đối với lại những cái mất mát, những cái hy sinh của người thân trong gia đình của các mẹ Việt Nam anh hùng. Trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện nay có 17 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Ngoài nguồn kinh phí hàng năm do Trung ương hỗ trợ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công, huyện đã chỉ đạo trích kinh phí trợ cấp 500.000 đồng một mẹ mỗi tháng để phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên chăm sóc, thăm hỏi và đặc biệt trong các dịp lễ Tết. Bằng các hoạt động ý nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai thực hiện nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Các chi hội sẽ đến nhà thăm hỏi và cũng như là giúp dọn dẹp nhà cửa cũng như là trang trí làm đẹp bàn thờ liệt sĩ. Bên cạnh đó thì tổ chức đám giỗ liệt sĩ cũng như là thắp nén tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là trách nhiệm của toàn thể xã hội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam với những chính sách mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mà chính sự động viên, chăm sóc của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cũng sẽ phần nào xoa dịu những đau thương mất mát của các mẹ. Đó cũng chính là tình cảm thiêng liêng và cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.